Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tiếng Trung.vn và hôm nay chúng mình lại gặp nhau trong bài từ vựng và khẩu ngữ trong văn phòng phần 2. Chúng mình cùng nhau đi tìm hiểu bài học ngày hôm nay nhé. Mì su, mì su, mì su, thư ký. 我帮忙做秘书工作。我帮忙做秘书工作。我帮忙做秘书工作。Ủa băng mắng, băng mắng là làm giúp, giúp đỡ. Mì su, thư ký, công sổ, công việc. Tôi làm giúp công việc thư ký. Tả chữ yến, tả chữ yến, tả chữ yến, tả chữ yến. Nhân viên đánh máy. Tha sư ý cơ, tả chữ yến. Tha sư ý cơ, tả chữ yến. Tha sư ý cơ, cô ấy là một người, cô ấy là một. Tả chữ yến, nhân viên đánh máy. Phụ in机, phụ in机, phụ in机, phụ in机, máy photocopy. 你快把这些复印纸装入复印机. 你快把这些复印纸装入复印机. 你把快 là nhanh, 把这些 hãy cho những cái này, 复印纸 là giấy, 装入 bỏ vào, phụ in chi máy photocopy, bạn nhanh bỏ thêm giấy vào máy photocopy đi. Phụ chữ là phục chế, cũng là copy. 这些文物都是复制的。这些文物都是复制的。这些文物 những loại văn vật này, vấn u là văn vật, tâu sư phụ trừ đó đều là đồ phục chế. Phụ bản, bản sao. 我们会印一些副本进行分发。我们会印一些副本进行分发。 chúng tôi hội sẽ in y xie, in là in, y xie phụ bản sẽ in thêm một số bản sao,进行 dùng để phân phát, phân phối. Chúng tôi sẽ in thêm một số bản sao dùng để phân phối. Su chi, tốc ký, ghi nhanh. 我非常爱慕会速记的人。我非常爱慕会速记的人。 tôi phi chẳng là thật sự rất xem mụ ngưỡng mộ huệ biết. Su chỉ là những người biết tốc ký, rấn là những người. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ những người biết tốc ký. Sơ chỉ, thiết kế. Trợ bẩn词典 the phong miệng, sơ chỉ thay mẩy lợ. Trợ bẩn词典 the phong miệng, sơ chỉ thay mẩy lợ. Trợ bẩn词典là từ điển, phong miệng là bìa, bìa ngoài, bìa của cuốn từ điển này. Sơ chỉ thiết kế thay mẩy lợ rất là đẹp. Quy tảng, sắp xếp hồ sơ giấy tờ. Trợ xe báo cáo phong tại trần liệt quê tử quê lý quê quê tảng tại suy yếu sử chủ chu. 这些报告放在陈列柜里，归档，在需要时取出。 这些 là những cái này, báo cáo, những cái báo cáo này, 放在, để vào, cho vào. 陈列柜里 là trong tủ, ở đây có nghĩa là trong tủ, sắp trong tủ đã được sắp xếp rồi. 归档 là sắp xếp. 在 là dùng để, 在需要 dùng để khi cần thiết thì 取出 để lấy ra. 检测, kiểm tra, đo lường. 通过检测而确定父子关系。通过检测而确定父子关系。 通过了通关检测检查而啦得确定啦，xác định父子关系，mối quan hệ cha con。监视 giám thị theo dõi coi xét。他受到严密监视。他 cô ấy 受到
Bị làm sao? Yến mị là chặt chẽ. Chiên sự bị theo dõi chặt chẽ. Hoàn ban, hoàn ban, hoàn ban, hoàn ban. Đổi ca thay kíp. Wo wen li er, ke bu ke yi he wo huan ban. Wo wen li er, ke bu ke yi he wo huan ban. Wo wen li er, ke bu ke yi he wo huan ban. Wo tôi wen là hỏi, li er ở đây là tên riêng. Ke bu ke yi có thể hứa có thể cùng tôi hoàn ban, có thể đổi ca với tôi không? Luân ban, luân ban, luân ban, luân phiên đổi ca thay ca. Minh thiên hoàn mùa lại luân ban bả. Minh thiên hoàn mùa lại luân ban bả. Minh thiên ngày mai hoàn là đổi của tôi lại luân ban. Luân ban là luân ca, luân phiên. Ngày mai đổi ca với ngày mai là để tôi luân phiên để tôi đổi ca cho. Trực ban, trực ban, trực ban, trực ban, trực ban, trực ca. Châu mùa in cái an bài trực ban nhân viên trực ban. Châu mùa in cái an bài trực ban nhân viên trực ban. Châu mùa cuối tuần in cái nên an bài sắp xếp trực ban nhân viên là nhân viên trực ca. Trực ban là làm việc ở đây cũng có nghĩa là trực ca. Châu mùa in cái an bài trực ban nhân viên trực ban cuối tuần nên sắp xếp nhân viên trực ca. Thuỷ siêu, thuỷ siêu, thuỷ siêu, nghỉ hưu. 我听说你在考虑退休。我听说你在考虑退休。我听说 听说 说, tôi nghe nói, 你在 bạn đang làm sao, 考虑 là nghĩ về chuyện, 退休 nghỉ hưu. Bài học ngày hôm nay đã kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hãy bấm like và follow chúng mình trên cả Facebook lẫn kênh YouTube Học tiếng Trung với thầy Phượng Thuần Châu nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp các bạn trong các video clip lần sau. Chào tạm biệt.